chán số tiền lý bình cho con riêng của phương trinh jolie tiêu xài mỗi tháng lý bình luôn quan tâm chăm sóc ân cần với con riêng của phương trinh jolie như con ruột khiến dân tình nể phục mi con riêng của phương trinh jolie rất thân thiết với diễn viên lý bình và mẹ ruột của anh không hề có chút khoảng cách bên cạnh đó cách dạy con của ông xã phương trinh jolie khiến khán giả ngưỡng mộ trong một clip trò chuyện cùng con gái gần đây lý bình đặt câu hỏi với số tiền ba cho con mỗi tháng để tiêu phạt con thấy đủ không bé Mi trả lời ba rằng con thấy dư luôn đó ba một tháng con xài nhiều lắm chắc tầm 700 nghìn. Vì trước khi mua gì đó con đều suy nghĩ nên mỗi tháng một triệu đó là đủ rồi. Ngày trước con mua gì cũng không phải suy nghĩ vì ba mẹ mua cho. Nhưng bây giờ con có tiền riêng tự mua đồ nên phải đắn đo trước khi mua. Qua đó, thấy được rằng hàng tháng Lý Bình cho con gái một triệu tiêu vặt. Được ba mẹ cưng chiều nhưng mi biết cách trân trọng đồng tiền, cân nhắc mỗi khi muốn mua đồ gì đó. Cách suy nghĩ chững chạc của con gái khiến Lý Bình đồng tình. Anh nói thêm, mình muốn một thứ gì đó đều phải học cách trân trọng, nuôi nấng tài khoản của mình, đủ tiền mua tiền mới có giá trị. Trước đó, Lý Bình cho biết khi vừa tìm hiểu nhau, Phương Trinh Jolie đã kể cho anh nghe về Mia. Anh bất ngờ vì không nghĩ cô đã có con lớn như thế. Lý Bình cho biết Mia lễ phép ngoan ngoãn nên khi gặp bé, anh quý mến ngay. Lý Bình thừa nhận bản thân rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ các con về cách cư xử và thái độ sống về phần mình bé My cũng thẳng thắn bày tỏ việc từng có thời điểm nhóc tì cảm thấy lý bình không thương mình vì thường xuyên bị anh la sau đó con riêng của phương trinh julie cũng nhận ra được điều lý bình dạy dỗ là vì muốn tốt cho mình có thể thấy lý bình vô cùng tôn trọng và yêu thương phương trinh julie đó cũng là điều giúp nữ diễn viên tin tưởng và quyết định ở bên anh cả đời